tự hào là hệ thống nha khoa uy tín lớn nhất miền Bắc. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, nha khoa Phương Nam luôn là sự lựa chọn số 1 các dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe răng miệng như niềng răng, răng sứ thẩm mỹ, dán sứ veneer, cấy ghép implant, nha khoa trẻ em. Hiện nay, hệ thống nha khoa Phương Nam đã có 5 cơ sở lớn trải dài khắp các tỉnh thành Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang. Hội tụ đội ngũ y bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu. Nha khoa Phương Nam là một trong những hệ thống nha khoa được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, tiên tiến để phục vụ quý khách. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, chắc chắn quý khách hàng sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo. Nha khoa Phương Nam trở thành điểm hẹn lý tưởng của hàng ngàn khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ răng. Sở hữu công nghệ chỉnh nha trong suốt Invisalign hiện đại nhất thế giới, nha khoa Phương Nam hiện là nhà phân phối chính thức của Invisalign tại Việt Nam. Sử dụng máy scan răng iTero 5D cho khách hàng nhìn thấy trước nụ cười của mình, công nghệ CleanCheck mô phỏng quá trình di chuyển của răng, biết trước kết quả điều trị, công nghệ SmartTech dịch chuyển răng thông minh đưa ra chính xác cụ thể các bước dịch chuyển từng chiếc răng về đúng vị trí của mình. Tính năng Smart Force tăng sự dịch chuyển và làm đều răng theo mong muốn của bác sĩ. Niềng răng Invisalign giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian thăm khám, kết quả chỉnh nha nhanh, thuận tiện tháo lắp và vệ sinh chăm sóc răng miệng. Bên cạnh đó, các phương pháp chỉnh nha mắc cài truyền thống cũng luôn được nha khoa chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Khí cụ chỉnh nha mắc cài 3M được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, giúp khách hàng an toàn khi sử dụng và tương thích với các mô miệng, giúp khắc phục hoàn toàn những khuyết điểm của răng như hô, móm, khớp cắn ngược, sai lệch khớp cắn. Trước đây là mình chỉnh nha truyền thống, đó là chỉnh nha bằng mắc cài. Nhưng mà khi mà chỉnh nha bằng cái phương pháp Invisalign, đây các bạn có thể biết đây là cái phương pháp Invisalign. Đây là một cái phương pháp chỉnh nha hiện đại mà hiện nay trên thế giới người ta đang rất là tin dùng, hơn 10 triệu khách hàng đang tin dùng cái Invisalign. Nha khoa Phương Nam của chúng tôi là một trong những đơn vị nhà phân phối chính thức của Invisalign tại Việt Nam. Phương pháp chỉnh nha này người ta gọi là phương pháp chỉnh nha thời 4.0. Không chỉ niềng răng, bọc răng sứ và cấy ghép implant cũng là dịch vụ hot tại nha khoa Phương Nam. Các dòng sứ cao cấp được nhập khẩu chính ngạch từ Nhật, Đức, Mỹ, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, ăn nhai tốt và tuổi thọ răng cao. Công nghệ kết kèm được thiết kế và tạo hình răng sứ chuẩn, giúp rút ngắn thời gian làm răng sứ và cho ra những sản phẩm răng sứ chất lượng, bền đẹp. Thẩm mỹ răng sứ Perfect Smile, HT Smile, răng đẹp chỉ sau 3 ngày, bảo hành chính hãng 10 đến 15 năm. Bên cạnh đó, Phương Nam còn là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ mô phỏng răng giả, răng implant, răng sứ. Kỹ thuật này được dựa trên chính mẫu hàm thật của khách hàng, giúp mô phỏng kết quả điều trị như màu răng, cung răng, khớp cắn chính xác đến 99%. Đặc biệt, sau khi điều trị, các dụng cụ đều được nha khoa Phương Nam xử lý vô trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình vô trùng quốc tế. Khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ. Chế độ bảo hành hậu mãi của các dịch vụ như một lời khẳng định đanh thép về chất lượng dịch vụ của nha khoa. Rạng rỡ nụ cười Việt cũng chính là sứ mệnh cao cả mà nha khoa Phương Nam luôn hướng đến trong quá trình hình thành và phát triển. Để khẳng định chất lượng dịch vụ nha khoa uy tín, đội ngũ bác sĩ không ngừng học tập, tu nghiệp, nâng cao tay nghề tại các nước như Đức, Hàn, Nhật, Mỹ, với sứ mệnh mang đến những dịch vụ tiên tiến tốt nhất cho khách hàng. Niềm tin yêu, sự nhiệt thành của hơn 500.000 khách hàng thân thiết trong thời gian qua chính là động lực cho các bác sĩ, công nhân viên tại nha khoa Phương Nam luôn cố gắng từng ngày để nụ cười trên môi khách hàng luôn hiện hữu mãi theo thời gian. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi cái chương trình livestream của bác sĩ Phương ngày hôm nay. Thì hôm nay thì bác sĩ Phương sẽ quay trở lại với các bạn trong cái buổi livestream một cái chủ đề có lẽ là rất là nhiều các cái bậc phụ huynh, bố mẹ đều quan tâm đến cái lĩnh vực này, đến cái chuyên môn này. Đó là cái vấn đề là các cái nguyên nhân gây ra sâu răng và cách khắc phục nó như thế nào. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay, bác sĩ Phương sẽ chia sẻ những cái kiến thức, những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc
sâu răng của bé và làm như thế nào để cách khắc phục như nào để cho bố mẹ cách khắc phục được cho con để phòng tránh những cái vấn đề về sâu răng. Cảm ơn các bạn. Trong cái buổi livestream này thì ngoài cái vấn đề mà bác sĩ sẽ chia sẻ thì bác sĩ sẽ dành cái thời gian phần lớn cái thời gian trong buổi livestream ngày hôm nay để giải đáp những cái thắc mắc của tất cả những cái quý vị khán giả, các cái bậc phụ huynh mà đang có con trong cái độ tuổi còn nhỏ, từ lớp 1, cấp 1 hoặc cấp 2 mà đang có tình trạng gặp sâu răng nhiều, thì hôm nay thì bác sĩ sẽ dành thời gian giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn không biết các bạn đã vào nghe cái buổi livestream bác sĩ Phương có nghe rõ tiếng bác sĩ Phương không ạ? Vâng, xin chào các bạn. Các bạn vào xem cái buổi livestream bác sĩ Phương, các bạn có nghe thấy rõ cái buổi livestream bác sĩ Phương không ạ? Vâng, có lẽ là các bạn cũng chưa vào nhiều, nhưng mà hôm nay thì bác sĩ Phương sẽ dành cái thời gian để chia sẻ cho các bạn. Các bạn cùng tham gia, cùng theo dõi cái buổi livestream này của bác sĩ Phương nhé. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn. Để đợi các bạn vào một chút thì chúng ta sẽ chào hỏi nhau và chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu cái buổi livestream này của chúng ta. Thì hôm nay có một cái chủ đề bác sĩ Phương có thể là chia sẻ với các bạn ở đây, rất là hot. Bác sĩ Phương sẽ trình chiếu một cái chủ đề, đó là trình các bạn có thể nhìn trên màn hình đó. Đó là những cái hình ảnh răng sâu của con các bạn. Các bạn có thể đang theo dõi cái buổi livestream này thì có thể là gặp những cái tình trạng là răng của con em mình cũng trong cái tình trạng này, nó thể hiện cái tình trạng gọi là đa sâu răng. Thì qua cái buổi livestream này của bác sĩ Phương thì bác sĩ Phương sẽ chỉ cho các bạn biết là tại sao lại dẫn đến cái tình trạng sâu răng như thế này và cách khắc phục nó như thế nào nhá các bạn nhé. Thì các bạn sẽ vào để theo dõi cái buổi livestream này của bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương sẽ trình bày cái nguyên nhân tại sao nó dẫn đến những cái việc sâu răng như hình ảnh ở trên và cách khắc phục của nó như thế nào để cho các bạn, các bố mẹ, các bậc phụ huynh hiểu được cái vấn đề này thấu đáo hơn. Các bạn nhìn hình ảnh đa sâu răng, từ sâu răng cửa, sâu răng hàm rất là lớn của các con, nhìn trông rất là đáng thương. Cái này nó sẽ, cái việc sâu răng này nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái sự phát triển của mầm răng vĩnh viễn, cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bé trong tương lai. Nên thế các bạn sẽ phải chăm sóc răng miệng cho những cái năm đầu đời của bé thật là kỹ để cho bé có một cái hàm răng chắc khỏe, đồng thời kèm theo đó cũng sẽ có những cái sức khỏe tốt. Khi mà bé mà có cái hàm răng như này thì thực sự là bé sẽ rất là lười, là ngại ăn nhai. Khi mà bé lười mà ngại ăn nhai thì sẽ dẫn đến cái thiếu hụt dinh dưỡng, cũng như là còi xương, cũng như là các cái bệnh về dạ dày. Nên thì các bạn cũng sẽ vẫn phải là chú ý đến những cái vấn đề này nhiều hơn nữa. Vâng, để mà không để mà bắt đầu cho buổi livestream ngày hôm nay thì đây là hình ảnh này. Và hôm nay thì bác sĩ Phương sẽ livestream cái buổi là nguyên nhân, dấu hiệu và cách khắc phục cái tình trạng sâu răng ở trẻ em. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, tôi là xin giới thiệu với các bạn, tôi là bác sĩ Ngô Tùng Phương. Thì hôm nay tôi sẽ livestream chia sẻ với các bạn về cái vấn đề về chăm sóc răng miệng. Tôi là bác sĩ Ngô Tùng Phương, chuyên gia về nha khoa chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề rất là quan trọng nhưng thường được bỏ qua, đó là những vấn đề về sâu răng trẻ em. Thì mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân, cái dấu hiệu và cách khắc phục. Ngay ở cái buổi trực tiếp chia sẻ trực tiếp này, trong vòng 15 phút thì bác sĩ sẽ giải đáp những cái thắc mắc. Các bạn đừng rời cái buổi video, buổi chia sẻ của bác sĩ Phương để được nghe những cái lời chia sẻ này của bác sĩ nhé. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh răng sâu của bé rất là lớn. Thì qua cái slide, qua cái hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ hiểu được nhau, hiểu được hơn về cái vấn đề nguyên nhân dẫn đến cái sâu răng là gì. Các bạn có thể nhìn trên hình ảnh này thì cái nguyên nhân gây sâu răng, thứ nhất là trong khoang miệng của mình luôn luôn nó có các cái vi khuẩn, nó nằm ở trú ngụ ở trên cái mảng bám của mình. Và khi mà con trẻ của mình ăn bánh, ăn kẹo, ăn đồ ngọt có ga
thì nó sẽ tạo ra một cái loại axit. Và cái loại axit này khi mà nó kết hợp, nó nằm ở trong khoang miệng mình, nó kết hợp với răng thì nó sẽ gây ra tình trạng sâu răng. Đây là một trong những nguyên nhân chính mà được các nhà bác học ở trên thế giới đã tìm ra được cái nguyên nhân như thế này. Các bạn qua cái bức ảnh này các bạn có thể dễ dàng hình dung ra được cái cơ chế gây ra sâu răng. Vâng, có rất là nhiều bạn đã vào xem cái buổi live stream này của bác sĩ Phương. Vâng, chúng ta có thể là dành thời gian chào nhau một chút. Chào bạn Trăng Trần nhé. Chào bạn An Phương. Chào bạn, chào bác sĩ Phương ạ. Vâng, chào bạn Mandy, cái gì đấy tôi cũng hơi khó đọc. Vâng, chào bạn Hạnh Vũ, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái buổi live stream này của bác sĩ Phương. Vâng, chào bạn Nguyệt Vương, em chào bác sĩ ạ. Vâng, các bạn đang theo dõi buổi live stream này, nếu mà thấy hay, nếu mà thấy có ích thì các bạn hãy bấm like, bấm share hoặc là mình tắt tên những cái bố mẹ mà đang có con trong cái độ tuổi mà đang bị sâu răng nhiều sẽ nghe cái buổi thuyết, nghe buổi chia sẻ này của bác sĩ Phương trong cái buổi live stream này để được mọi người được biết đến rộng rãi hơn, và chắc chắn rằng những người đó sẽ cảm ơn và biết ơn bạn rất là nhiều vì những cái kiến thức mà bác sĩ Phương chia sẻ này mà bố mẹ hoặc các bạn đang quan tâm. Nên nếu có người thân người quen, các bạn có thể bấm like, bấm share hoặc tắt tên mọi người vào trong buổi live stream này của bác sĩ Phương. Vâng, cảm ơn các bạn đã bấm những cái lời chia sẻ, những cái lời giới thiệu vào. Bác sĩ ơi, bé nhà em. Vâng, các bạn cứ đặt câu hỏi ở cái phần comment ở phần dưới này nhé các bạn nhé. Thì sau đó thì bác sĩ Phương sẽ dành thời gian để trả lời các bạn tất cả những cái vấn đề câu hỏi của các bạn trong những cái buổi live stream ngày hôm nay. Các bạn cứ live stream, cứ cho xuống cái phần bình luận ở dưới thì để bác sĩ Phương tí nữa bác sĩ Phương sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của các bạn. Các bạn yên tâm, bác sĩ Phương sẽ giải đáp tất cả sau khi cái bài thuyết trình này, nên thì các bạn có thể lắng lại đợi cái buổi live stream và buổi chia sẻ của bác sĩ Phương này hết xong thì bác sĩ Phương sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Để không các bạn không chờ lâu nữa thì bác sĩ Phương sẽ chia sẻ những cái bài. Vâng, đây là bác sĩ tiếp tục nói về cái nguyên nhân của gây ra sâu răng. Thì khi mà vi khuẩn mảng bám bám lên răng thì sẽ kết hợp với cái đồ ăn ở trong này sẽ tạo ra một loại axit, và cái axit này nó chính là gây ra cái tình trạng gây ra sâu răng của bé. Các cái nguyên nhân của bé thì dựa vào những cái nguyên nhân đấy thì là ở cái chế độ ăn, đó là nguyên nhân sâu răng cho em, đó là tiêu thụ quá nhiều cái đường và cái carbon hydrat. Khi mà ở nhà trong cái chế độ dinh dưỡng của bé mà mẹ của bé lại cho con ăn quá là nhiều cái đường, cái đồ ngọt như thế này thì sẽ dẫn đến cái tình trạng tôi điều chỉnh một chút để cho các bạn dễ nhìn. Đây, cái hình ảnh này thì có lẽ là dễ nhìn hơn cái slide và cái hình ảnh của bác sĩ nữa. Vâng, thì một trong những cái nguyên nhân gây ra sâu răng đó là cái tình trạng tiêu thụ quá nhiều đường và carbon hydrat. Ở nhà thì thường là bố, mẹ, ông bà hay dỗ trẻ bằng cái đồ ngọt, mà chính cái đồ ngọt này nó vô hình chung là nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gây ra sâu răng. Bởi vì các bạn biết là trong khoang miệng của bé luôn luôn có một cái lượng vi khuẩn nhất định, và khi ăn cái đồ ngọt này vào, mà đặc biệt là bé lại lười đánh răng, lười chải răng, thì nó sẽ dẫn một trong những cái nguyên nhân nó sẽ làm cho trẻ tăng cái nguy cơ sâu răng hơn. Đây là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên, đó là nguyên nhân tiêu thụ quá nhiều cái đường và cái đồ ngọt các bạn nhé. Cái nguyên nhân thứ hai sâu răng ở trẻ em đó là cái tình trạng vệ sinh răng miệng kém hoặc là mình sai cách. Ở các bạn biết đấy, các bạn đều là những bậc làm cha làm mẹ thì các bạn sẽ gặp những cái khó khăn, đó là khi mà mình vệ sinh răng miệng cho bé thì sẽ rất là khó khăn. Từ cái việc động viên cho bé là đánh răng buổi tối đi ngủ này, giống như con nhà tôi là cũng là một bác sĩ, mỗi lúc cho bé lên đánh răng mình gọi là như kiểu đánh vật với bé, hoặc là mình phải nịnh bé rất là nhiều, đặc biệt là những cái bé mà đang trong độ tuổi 1, 2 đến 3 tuổi, là những cái tuổi ẩm ương, nó chưa nhận thức được, chưa nghe được, thì cái giai đoạn này thì mình sẽ rất là khó. Và tôi đã gặp những tình trạng là bé khoảng 2 đến 3 tuổi mà tình trạng sâu răng, đa sâu răng rất là nhiều. Các bạn có thể là nhìn thấy hình ảnh như thế này. Đó, đây là những hình ảnh mà đa sâu răng rất là nhiều. Và nhiều bố mẹ đến cũng gặp tôi cũng chia sẻ rằng là
vợ chồng em lắm lúc cãi nhau vì cái chuyện mà con bị sâu răng. Mà khi mà con bị sâu răng nó sẽ dẫn đến tình trạng gì? Nó không ngủ được buổi tối, đặc biệt là buổi tối nó rất là đau răng. Và đôi khi nó quấy, nó khóc thì bắt đầu là vợ chồng cũng là đổ tại chồng là mua kẹo, đổ tại vợ là mua kẹo, đổ tại ông bà là hay cho con ăn kẹo uống sữa. Thì lúc đó là nó cũng có những cái xích mích của gia đình. Mà đây là cái tình trạng thực tế mà của nhiều khách hàng của bác sĩ Phương cũng đã đến chia sẻ với bác sĩ Phương rằng là như vậy. Nên thế mình trong quá trình chăm sóc răng miệng, đặc biệt là mình sẽ phải giáo dục được bé là phải vệ sinh răng miệng đúng cách, đúng thời điểm. Thì qua cái buổi livestream này, bác sĩ Phương sẽ chia sẻ mọi người đúng cách, đúng thời điểm là như thế nào. Ví dụ như sau khi đánh răng thì mình nên đánh khoảng tầm 2 lần một ngày cũng là tốt rồi. Còn nếu như mà đánh răng được sau các bữa ăn thì là tốt hơn. Thứ nhất là về số lượng lần đánh răng thì mình sẽ đánh răng vào buổi sáng và buổi tối. Và đặc biệt cái bữa quan trọng nhất đó là bữa tối, mình nên đánh răng cho bé trước khi đi ngủ. Và khi mà đi ngủ rồi thì mình sẽ không cho uống sữa nữa, không cho dùng các cái đồ ngọt gì nữa. Còn nếu như mà khi mà mình đánh răng xong rồi mà mình lại vẫn cứ cho ăn đồ ngọt, hoặc là đặc biệt là một số trẻ vào cái mùa chuyển mùa như ở ngoài Bắc này này thì nó đang có cái bệnh mũi họng rất là nhiều, mà nhiều bố mẹ đánh răng xong rồi mà vẫn cho con uống cái siro ấy, siro ho ấy, mà nó rất nhiều đường các bạn nhé. Mà khi cái đường đấy nó nằm ở trong khoang miệng mình, nó đọng trong khoang miệng mình, nó cũng là một những cái nguyên nhân gây ra sâu răng, gây ra những cái mảng bám rất là nặng, gây ra những cái bệnh lý về răng miệng cũng là như sâu răng, như là viêm lợi rất là nặng các bạn nhé. Vâng, về đánh răng sai cách chẳng hạn thì có những cái trẻ mà khi mà tuổi còn bé mình cho bé, một là bàn chải lông cứng quá, bé đánh răng nó tổn thương đến níu đến lợi, bắt đầu trẻ sợ, thì cái điều này thì bố mẹ sẽ phải mua cái lông bàn chải mềm. Lúc mua cái bàn chải lông mềm, cái đầu bàn chải nó bé, nó vừa mới khoang miệng của bé thôi. Còn khi mà mình mua cái lông bàn chải cứng hoặc đầu bàn chải to có, hoặc đánh răng bàn chải lớn, thì trẻ em sẽ có cái cảm giác là rất là dễ buồn nôn. Khi đó là trẻ sẽ sợ cái việc chải răng, nên thế là cũng là dẫn đến cái tình trạng là sâu răng tăng lên. Ngoài ra có một cái điều nữa, đó là khi mà bố mẹ chọn cái kem đánh răng, chọn kem đánh răng nó không đúng lứa tuổi. Mình ví dụ như bé nhà mình đang 1-2 tuổi mà mình lại mua cái kem đánh răng mà khoảng tầm 3 đến 5 tuổi chẳng hạn, thì cái nồng độ cay của nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến bé sợ không dám chải răng đâu các bạn nhé. Nên đấy, các bạn sẽ phải mua cái kem đánh răng đúng cái lứa tuổi của bé để làm sao mà cho bé vệ sinh răng miệng thật là tốt và đánh răng đúng đủ luôn. Ngoài ra sau khi mà chải răng thì những cái trường hợp của trẻ thì cũng chưa dùng được cái chỉ tơ nha khoa và cái tăm nước thì cũng chưa dùng được đâu các bạn nhé. Nhưng mà có thể là dùng thêm cái nước súc miệng ở trên thị trường hoặc là ở các siêu thị, nó bán rất rất là nhiều những cái nước súc miệng dành cho bé để làm sao mà mình có thể là diệt khuẩn được cho cái vi khuẩn. Tại vì các bạn, như buổi đầu tiên của bác sĩ chia sẻ thì là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến sâu răng đó là cái vi khuẩn nằm ở trong khoang miệng của bé, nằm ở những mảng bám, nằm ở dưới níu, dưới lợi, nằm luôn luôn ở trong khoang miệng. Nó kết hợp với cái đường, đặc biệt là trong đồ ngọt, trong bánh kẹo, trong các cái đồ có ga, nó sẽ tạo ra một cái loại axit gây ra phá hủy và gây ra hại cái men răng. Nên thế khi mà mình đánh răng sạch rồi để làm sạch tất cả các mảng bám rồi, nhưng đôi khi vẫn không sạch được hết, thì mình lại thêm cái nước súc miệng diệt khuẩn thì nó sẽ làm sạch cái khoang miệng của bé. Thì nó sẽ đấy, thì đây qua cái bài này thì đó là mình phải vệ sinh răng miệng thật là tốt cho bé để tránh cái tình trạng mà thức ăn dư thừa này, vi khuẩn nó mảng bám, nó gây ra cái tình trạng sâu răng. Một cái nguyên nhân nữa nằm ở sâu răng trẻ em đó là cái thói quen uống sữa trước khi đi ngủ hoặc uống sữa đêm. Có nhiều bố mẹ thì là có thói quen là con nửa đêm dậy cái là mình cũng sẽ pha bình sữa mình cho con uống xong ngậm ngục, thì lúc đó thì cái lượng đường ở trong sữa nó dư thừa, nó nằm ở trong khoang miệng, nó sẽ kết hợp với vi khuẩn, nó sẽ nhân lên và nó sẽ tạo ra axit rất là nhiều mà gây ra tình trạng đa sâu răng ở trẻ. Những cái trường hợp mà trẻ mà có thói quen uống sữa đêm hoặc là ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, đấy là một trong tình trạng đáng báo động, đáng lo ngại. Để tránh cái tình trạng này thì trước khi mà bố mẹ đi ngủ thì mình có thể là cho con ăn dặm hoặc cho con uống sữa thật là no đi, sau đó mình sẽ vệ sinh, mình sẽ chải răng cho con thật là sạch, sau đó rồi mới cho con đi ngủ các bạn nhé. Vâng, đây là một cái nguyên nhân mà khá phổ biến ở Việt Nam, và cũng như gia đình nhà tôi cũng vậy thôi. Thì cũng hay cho con uống sữa đêm, nhưng mà mình cũng vẫn có thể là có những chế độ vệ sinh răng miệng cho bé tốt hơn. Nên thế là các bé nhà tôi thì thực tế là tôi là bác sĩ, nên thế là các bé nhà tôi thì cái tình trạng gặp về sâu răng nó cũng ít hơn là ở các bé mà có bố mẹ không có kiến thức như này. Vâng.
Một cái nguyên nhân nữa đó là cũng có một yếu tố thôi, chúng tôi cũng ở trong cái buổi chia sẻ này tôi cũng gọi là dành cho là đó là một yếu tố, đó là yếu tố di truyền. Có những người có yếu tố di truyền đó là men răng yếu, cái cấu trúc của men răng nó yếu thì nó cũng dễ dẫn đến cái sâu răng hơn. Có những người mà có cấu trúc di truyền, tức là cái thể trạng của người ta tốt, cái cung cấp canxi nó đầy đủ thì nó tạo ra những cái men răng rất là chắc khỏe. Thì đây nó cũng là một trong những yếu tố thôi, chúng tôi không sẽ dám xếp vào cái là một cái nguyên nhân đâu các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là các cái dấu hiệu để mình phát hiện ra ở trẻ ở sâu răng như thế nào. Nhiều bố mẹ nghe bác sĩ chia sẻ rồi thì mình đôi khi mình cũng không biết là khi nào mà cần đưa con đến với nha khoa. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì bác sĩ Phương sẽ chia sẻ cho các bạn là mình sẽ có cái dấu hiệu để nhận biết những cái sâu răng ở trẻ như thế nào, để làm sao mà bố mẹ có những cái động thái tích cực là mình khi mình phát hiện như vậy là mình nên đưa con đến nha khoa thật là sớm để tránh cái việc mà sâu răng quá nặng như những hình ảnh đầu tiên của bác sĩ chia sẻ với các bạn ở phần trên. Thì đó là những cái mà dấu hiệu sâu răng ở trẻ em. Thì đầu tiên đó là những cái đốm đen này, hoặc là những cái đau răng, nhất là đau khi khi ăn này, hoặc là có những thứ đồ nóng đồ lạnh vào, nó gọi là những cái ê buốt, bắt đầu là có những cái tổn thương thì bé bắt đầu là ôm mặt, hoặc là sợ ăn, hoặc là sợ đồ nóng quá đồ lạnh quá. Đấy là nó cũng đã dấu hiệu của các cái vấn đề răng miệng, có thể là sâu răng, hoặc có thể là viêm lợi, hoặc có thể là lợi sưng đang mọc răng hoặc đang thay răng. Thì những cái điều đó thì bố mẹ nên đưa con đến với nha khoa khám sớm nhất nhé các bạn nhé. Thì một trong những dấu hiệu đó là mình đau răng khi ăn nhai, hoặc là khi uống thứ gì đồ nóng quá hoặc lạnh quá, thì bố mẹ thấy con có những phản ứng như thế thì nên đưa đến cái nha khoa nơi gần nhất, nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị sớm nha các bạn nhé. Một cái nữa mà bố mẹ có thể nhìn thấy hàng ngày, và trong quá trình làm việc của tôi ấy, thì cũng nhiều bố mẹ đến và đưa con đến hàn sâu răng, và sau anh chị biết thì bảo là nhìn thấy nó có những cái lỗ sâu răng và khi ăn nhai thức ăn nó nhồi vào, hoặc là có những cái hố đen ở trên đấy. Thì trên cái hình ảnh này bác sĩ Phương chia sẻ đấy, thì mình có thể nhìn thấy những cái vết đen, vết lỗ sâu răng như này, mà khi đặc biệt là vùng răng cửa trẻ cần cười cái nó sún răng, hoặc là giống như cái trẻ sún đen ấy, thì mình cũng đã thấy cái hiện tượng chấm đen đi, thì mình đã nên đưa đến với các nha khoa để được thăm khám và điều trị sớm rồi các bạn nhé. Có những trường hợp nữa là nếu sưng hoặc đau khi mà mình chải răng cho bé, hoặc là khi mình chơi đùa, hoặc là mình kiểm tra răng miệng của bé, thấy nhiều bố mẹ cũng đến nói là trong cái túi lợi của bé hoặc cái lợi của bé nó có cái mủ nó chảy ra, và đặc biệt nó gây ra hôi miệng, hoặc nó gây ra sốt, gây ra những tình trạng toàn thân là sốt, là đau, là sưng, thì bố mẹ cũng nên đưa trẻ đến với cơ sở nha khoa để được thăm khám và bác sĩ điều trị sớm nhất nhé các bạn nhé. Ngoài ra thì mình cũng có những cái dấu hiệu là ở sâu răng trẻ em nó thay đổi màu sắc của răng, xuất hiện các cái vết đen, hoặc là cái đốm trắng ở trên răng. Các cái đốm trắng thì là nó ở giai đoạn đầu thôi, xong bắt đầu là sẽ xuất hiện những cái đốm trắng, đốm vàng, đốm đục, hoặc là những cái vết đen nó bám ở trên răng rồi. Thì mình khi mình phát hiện con mình có những dấu hiệu đấy thì mình nên đưa sớm đến với cơ sở nha khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn các bạn nhé. Và tiếp theo, khi mà mình biết được các cái nguyên nhân và các cái dấu hiệu rồi thì mình sẽ phải khắc phục cái tình trạng sâu răng ở trẻ em như thế nào. Thì qua cái buổi live stream ngày hôm nay thì bác sĩ Phương sẽ chia sẻ cái khắc phục cái tình trạng sâu răng ở trẻ em như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ phải tăng cường vệ sinh răng miệng, đánh răng 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ tơ nha khoa. Thì các bạn có thể là những trẻ nhỏ 1, 2, 3, 4 tuổi thì chưa có thể dùng các chỉ tơ nha khoa được. Nhưng mà những trẻ bắt đầu ý thức từ 5, 6 tuổi trở lên thì mình có thể là dùng thêm chỉ tơ nha khoa, dùng nước súc miệng và có thể dùng tăm nước để nó làm sạch kẽ răng, đặc biệt là vùng răng hàm. Thì những cái vùng răng đấy là khi mà những cái răng sữa thì là nó các khe răng có bé, răng rất là thưa nên dễ bám thức ăn, nó dẫn đến sâu răng hơn. Mình sẽ phải hạn chế ăn cái đường, cái đồ ngọt, các nước có ga. Và đặc biệt là mình sẽ phải thăm khám định kỳ nha khoa 6 tháng một lần. Hoặc là những cái trường hợp mà bé bị nặng hơn, mình có thể là 2-3 tháng mình đến thăm khám nha khoa
thường xuyên, hoặc là có những cái răng nào nó bị sâu hoặc những răng nào nó răng sữa nó lung lay thì bạn cũng nên đến nha khoa. Thì khi mà đến nha khoa thì trên cái ghế răng bác sĩ sẽ dùng các cái dụng cụ thăm khám, dùng đèn, dùng gương, dùng các cái camera nội soi để mình soi xem cái răng của mình có vấn đề vì sâu răng, về tổn thương không. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bố mẹ để bố mẹ xử lý sớm cái tình trạng này các bạn nhé. Vâng, ngoài ra để khắc phục cái tình trạng sâu răng này thì mình sẽ sử dụng các cái nước súc miệng cho bé, nó có chứa fluor cho trẻ theo các cái chỉ định của bác sĩ, hoặc là mình có thể là mua các cái nước súc miệng mà nó theo lứa tuổi ở siêu thị, ở tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc có bán, thì các bạn có thể lựa chọn những cái nước súc miệng mà phù hợp với lứa tuổi của con nhà mình để mình làm sao sử dụng tốt nhất, hoặc là mình sử dụng các cái hãng mà nó có tên tuổi ở trên thị trường rồi, như Listerine này, như là Colgate này, như là PS, đấy là những cái mà nó phổ thông ở trên thị trường của Việt Nam rồi, thì các bạn có thể lựa chọn những cái đó. Hai nữa là mình khi mà mình phát hiện và ra các cái răng như thế rồi thì mình sẽ phải xử lý hàn sớm nó vào để tránh những tình trạng mà nó diễn biến cái răng nó tổn thương hơn, là một là nó sẽ vào tủy, hai là nó sâu, nó vỡ và mất răng sớm. Mà khi mà mất răng sớm như vậy nó còn kéo theo một cái hệ lụy, đó là có thể là teo cái xương hàm, dẫn đến các cái răng mầm răng vĩnh viễn mọc lên, nó không mọc đúng chỗ, dẫn đến cái sự lệch lạc, cái xương hàm nó không phát triển nhiều và nó dẫn đến cái sự thiếu chỗ, dẫn đến sự lệch lạc, sai lệch khớp cắn trong này, và sau này thì mình chỉnh nha rồi là mình tác động vào nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Nhiều bố mẹ cũng không quan tâm đến răng miệng của con, mà khi đến thăm khám thì đến cái độ tuổi thay răng ấy, răng mất sớm quá, về sau là răng không có chỗ mọc chen, mọc chúc, mọc ngầm rất là nhiều ở các bạn nhé. Mình có thể một biện pháp nữa là phòng ngừa sâu răng, đó là mình sử dụng cái Vecli Floor. Trong cái Vecli này nó sẽ chứa nhiều cái floor, mà khi floor nó sẽ kết hợp với cái men răng của mình, nó sẽ tạo ra một cái chất bề mặt nó cứng hơn, nó đề kháng với axit, đề kháng với đường, đề kháng vi khuẩn tốt hơn. Thì đấy là một trong những cái mà mình có thể là dự phòng và khắc phục. Ở tại Nha Khoa Phương Nam thì cũng có các cái dịch vụ là hàn răng, chám răng, bôi gel floor cho trẻ em. Bố mẹ có thể liên hệ với cái số hotline ở bên dưới để được các bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận lễ tân của tôi có thể là giải đáp thắc mắc, hoặc là có những trường hợp đấy thì tôi sẽ trực tiếp tôi giải đáp thắc mắc cho các bạn. Tất cả các câu hỏi các bạn thì các bạn có thể để ở dưới cái phần comment ở bên dưới. Thì sau cái buổi thuyết trình, sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời tất cả các bạn trong các cái thắc mắc của các bạn nhé. Vâng, vừa rồi là cái buổi là cái phần chia sẻ những kiến thức về nguyên nhân, các cái dấu hiệu sâu răng và cách khắc phục của nó, của cái việc sâu răng như thế nào. Thì sau đây là sẽ đến cái phần giải đáp tất cả những cái thắc mắc, các vấn đề sâu răng ở trẻ em. Vâng, bác sĩ Phương sẽ giải đáp. Và trước khi mà để đến cái phần giải đáp thắc mắc cho các bạn thì bác sĩ Phương sẽ chia sẻ các bạn là mình có thể là làm cho con mình làm sao mà hợp tác với đánh răng hơn. Thì mình có thể là cho con xem những bộ phim về siêu nhân, rồi là xem những cái video, để ở đây thì bác sĩ sẽ cho các bạn xem một cái video. Sao khấn, mẹ xem con đánh răng nè. Các bạn có nghe được cái tiếng video không? Em chạy răng thật hay. Đây là một cái mà rất là hay. Răng mẹ xem. Em chạy răng buổi đêm. Các bạn có theo dõi có nghe được cái tiếng video của bác sĩ không nhỉ? Em ngoan răng thêm xinh, vậy đánh răng lên. Ok, đó. Thì khi mà các bạn cho bé xem cái video như thế này thì bé sẽ biết chải răng. Em chải răng thật ngoan, hay em đánh răng mẹ xem. Em chải răng buổi đêm hay trước khi em ngủ ngon. Em ngoan răng thêm xinh, vậy đánh răng mặt ngoài, chải răng đánh răng lên xuống. Đánh sao cho kỹ, đánh mặt ngoài, mặt trong mặt ngoài, rất là tuyệt vời. Để răng chắc khỏe và sáng lấp lánh như sao. Để nhớ đánh răng đều đặn mỗi sáng và tối nha. Các bé mới lớn, các bé xem những cái này và các bạn đây nó gọi là mình đánh răng vào buổi sáng và buổi tối, đúng không? Rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi livestream này của tôi, và sau đây tôi sẽ dành cái thời gian để trả lời tất cả những cái thắc mắc của các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, chào bạn Nguyệt Vương. Bác sĩ ơi, bé nhà em 4 tuổi hay ngậm cơm
thì có bị sâu răng không ạ? Vâng, các bạn biết là trong cơm ấy thì nó rất là nhiều đường, khi mà mình ăn cơm mình ngậm lâu ở trong đó thì nó sẽ tạo ra cái đường ở trong khoang miệng của mình, và khi cái đường đó nó sẽ kết hợp với vi khuẩn và nó sẽ tạo ra một cái lượng axit, thì cái axit đó nó sẽ phá hủy men răng. Nếu như bé nhà bạn mà thường xuyên ngậm cơm như vậy thì nó sẽ có nguy cơ nhé các bạn nhé. Thì thường là bác sĩ cũng không trả lời chắc chắn là nó sẽ bị sâu răng hay không, nhưng mà nó cũng nguy cơ cao dẫn đến sâu răng. Nên thế bạn sẽ phải giáo dục bé và thay đổi cách ăn uống của bé cho nó nhanh gọn trong vòng khoảng 30 phút thôi bạn nhé. Đừng để cho bé ngậm 1 đến 2 tiếng hoặc là ngậm cả buổi không xong được bữa cơm, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái bữa sau của bé nữa và cũng không tốt cho răng miệng. Nên thế bạn sẽ phải thay đổi cách ăn uống cho bé. Vâng, chào bạn Nhi Hoàng, cảm ơn, chào bác sĩ Phương ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã tác tên, đây là chắc là tác tên các bạn vào. Vâng, chào bạn Hạnh Vũ, bé nhà em 17 tháng mọc răng hàm rồi nhưng chưa biết đánh răng thì phải chăm sóc như thế nào cho đúng ạ. Vâng, thì bạn Hạnh Vũ ơi, bạn có vừa xem cái video chải răng của bác sĩ không? Thì qua cái video này thì cũng là những cái bài mà truyền thông của bác sĩ đó, mình sẽ đánh răng sáng tối, đánh mặt trong, đánh mặt ngoài, đánh xoay tròn để làm sao cho nó sạch được. Thì bạn có thể là inbox cho bác sĩ Phương sẽ gửi cái video hướng dẫn chải răng như thế này cho bạn, để cho con nhà bạn xem. Thì khi mà con nhà bạn xem thì vừa được cái tiếng nhạc, vừa được cái video hoạt hình như thế, thì bé sẽ kích thích được cái việc chải răng hơn. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của bác sĩ Phương mang lại trong quá trình làm việc, trong quá trình chăm sóc những đứa bé ấy, nhà bác sĩ Phương ấy. Thì bác sĩ Phương cũng thường xuyên cho các bạn ấy xem những video này, và để cho bạn có những cái động lực và có những cái hào hứng khi mà chải răng hơn nhé bạn Hạnh Vũ nhé. Thì đây là những cái cách mà bác sĩ Phương. Vâng, chào bạn Giang Tô, xin bác sĩ cho hỏi làm sao mà đẹp trai thế. Vâng, cảm ơn người bạn của tôi rất là tuyệt vời ở Tuyên Quang. Vâng, bạn Giang ơi, nếu mà con bạn có bất kỳ vấn đề gì về răng miệng, bạn có thể đặt câu hỏi để hỏi bác sĩ Phương, hoặc là có những người thân người quen của bạn mà đang liên quan đến vấn đề về răng miệng, bạn có thể tắt tên người ta hoặc là chia sẻ buổi livestream này của bác sĩ Phương, và người đó sẽ rất là biết ơn bạn. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, câu hỏi này bác sĩ Phương vừa trả lời rồi. Bác sĩ cho em hỏi làm sao để nhận biết sâu răng sớm. Vâng, qua những cái buổi chia sẻ này của bác sĩ Phương đấy, thì bác sĩ Phương cũng đã chia sẻ với các bạn là các cái dấu hiệu về sâu răng sớm. Các bạn có thể tua lại phần trước để mình xem, hoặc là có những dấu hiệu đơn giản, một là những cái đốm đen, những cái chấm đen hoặc những lỗ sâu, hoặc là có những cái dấu hiệu mà bé bắt đầu là thấy sợ ê buốt khi ăn nhai, bắt đầu những cái đồ nóng quá, đồ lạnh quá, như kiểu ăn kem hoặc là ăn cháo, thì nó trẻ thấy buốt, thấy đau, ôm răng như này, thì những đó là những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Thì bạn nên đưa con đi thăm khám, đi đến nha khoa nơi gần nhất nhé bạn nhé. Chào bạn Nguyễn Phương, có cách nào để ăn kẹo mà không bị sâu răng không? Vâng, có rất là nhiều cách để ăn kẹo mà không sâu răng bạn nhé. Như các cái bài trước chia sẻ của bác sĩ, bạn ăn đủ mọi thứ cũng được, không bao giờ sợ sâu răng. Nhưng khi ăn xong ấy thì bạn nên nhớ, một là phải uống nhiều nước, hai là phải đánh răng, vệ sinh răng miệng thật là sạch, ba là dùng nước súc miệng để tránh cái việc một là vi khuẩn nó còn này, hai là các cái đường, các cái mảnh bám thức ăn nó dư thừa, như thế thì răng không bao giờ bị sâu ra. Và cái nữa là mình nên bôi cái gel floor, hoặc là trong quá trình học của tôi hoặc trong quá trình làm việc của tôi, nó gọi là những chương trình nha học đường ấy, thì mình sẽ có là floor trong nước này, floor trong nước súc miệng này, hoặc là trong thực phẩm, hoặc là trực tiếp bôi lên răng để tạo ra cái răng nó chắc khỏe hơn, thì nó sẽ phòng tránh cái việc sâu răng hơn. Còn ăn kẹo mà không đánh răng, mà lười đánh răng không kỹ thì sâu răng 100% bạn nhé, chứ không phải là có 99% đâu. Ăn kẹo mà ngậm kẹo mà không đánh răng, không chải răng kỹ, không súc miệng thì sâu răng là cái chắc. Còn nếu như mà bạn làm như bác sĩ nói, 4 bước đấy, một là uống nhiều nước này để cho nó trôi đi này, hai là đánh răng xong khi ăn kẹo khoảng 2-30 phút này, dùng nước súc miệng này, và bôi gel floor, hoặc là đến khám bác sĩ định kỳ thì sẽ không bị sâu răng đâu bạn nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Phương. Bé bắt đầu đánh răng từ lúc nào bác sĩ nhỉ? Vâng, một câu hỏi rất là hay. Thời điểm nào thì bắt đầu cho trẻ đánh răng được? Các bạn hãy hiểu được cái từ đánh răng. Đánh răng là đánh răng, chứ không phải đánh níu, đánh lợi, đúng không? Thì lúc nào bắt đầu trẻ có răng thì bắt đầu mình đã vệ sinh răng miệng cho bé được rồi. Thì lúc đó là khoảng tầm, thường trong cái lứa tuổi mọc răng thì nó khoảng tầm từ 6 đến 7 đến 8 tháng tuổi đã mọc răng được rồi. Nhưng giai đoạn này mình đã đánh răng được chưa? Một là bé chưa hợp tác, hai là bé còn nhỏ quá thì mình vẫn cứ vệ sinh răng miệng được. Mình ở ngoài quán, ở các cái hiệu thuốc nó hay bán các cái đầu để mình cho vào cái đầu ngón tay này,
các cái gạc ấy để mình vệ sinh răng miệng cho bé. Giai đoạn đầu có thể là mình chỉ vệ sinh bằng nước muối sinh lý thôi, nó đã sạch được răng rồi, tại vì có nhú nhú với hai răng trên, hai răng dưới thôi, thì giai đoạn đó thì mình đã vệ sinh răng miệng cho bé được rồi. Như thường thì là như bé nhà tôi thì khoảng tầm 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi bắt đầu là tôi cho làm quen với đánh răng. Có thể là giai đoạn đầu nhiều bố mẹ rất là lo sợ là khi mà đánh răng con hay nuốt, chắc chắn là các bố mẹ đều gặp phải cái tình trạng mà con mới đánh răng giai đoạn đầu thì bé hay nuốt cái kem đánh răng thì sợ ảnh hưởng đến như nào. Thì giai đoạn đầu thì cho bé tập làm quen với bàn chải đánh răng, có thể là nhúng vào cái cốc nước muối sinh lý, bắt đầu cho bé đánh răng sạch rồi, xong bắt đầu lại xúc miệng nước muối sinh lý, như thế cũng đã đảm bảo sạch rồi các bạn nhé. Và mình sẽ phải hạn chế cái đồ ngọt, đồ đường. Ví dụ như mình không nên cho dùng sữa nhiều đồ ngọt quá, mình có thể cho sữa ít đường, và đặc biệt cái sữa mẹ thì là tốt nhất rồi. Thì là những cái năm tháng đầu đời, ngoài cái việc mà cung cấp dinh dưỡng, nó cũng cung cấp các cái đề kháng cho sức khỏe, cho bản thân và cho răng miệng nữa. Nên thế là tôi khuyên là nên cho bú càng nhiều sữa mẹ càng tốt các bạn nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Đấy, nên thế là khi mà bé bắt đầu có răng rồi, bạn đã vệ sinh răng miệng. Giai đoạn đầu thì mình sẽ vệ sinh răng miệng bằng gạc, bằng nước muối sinh lý. Nên giai đoạn sau mà bé lớn hơn 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi đến 3 tuổi thì bắt đầu là bé mọc răng đầy đủ rồi, thì mình có thể đánh răng bằng kem đánh răng, bàn chải đánh răng lông mềm và kem đánh răng với lứa tuổi của bạn rồi nhé bạn nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Khánh Vi. Bác sĩ ơi, có thuốc nào phòng tránh răng hiệu quả không? Vâng, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì bác sĩ Phương cũng đã chia sẻ mà, ngoài cái việc mà vệ sinh răng miệng thật là tốt thì đến với nhà khoa như nhà khoa Phương Nam của bác sĩ Phương ấy, thì cũng đã có những cái gọi là cái bôi gel floor, tức là mình sẽ bôi lên cái bề mặt của răng, cái floor đó nó sẽ ngấm vào cái men răng, là tạo ra một cái bề mặt men răng thật là chắc, thật là tốt. Thì cái đấy nó cũng là một trong những cái đề kháng phòng chống sâu răng cũng khá hiệu quả. Ngoài ra những cái răng mà những răng hàm mà kể cả là răng sữa hoặc là răng vĩnh viễn thôi, mình có thể phòng tránh sâu răng bằng cái đầu tiên đó là mình chám ít hố rãnh. Khi mà không còn hố rãnh nữa thì nó không có cơ hội đọng thức ăn, đặc biệt là các cái đồ ngọt ở các cái rãnh kẽ thì vi khuẩn nó cũng trú ngụ ở cái vần đấy, nó có thể gây ra sâu răng. Nên thế là có hai phương pháp, đó là có thể là mình bôi gel floor hoặc là mình chám hàn cái hố rãnh, và đặc biệt là vẫn là phải làm vệ sinh răng miệng đúng cách, có cái chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế cái đồ ngọt, tăng cường các cái chất xơ như các cái hoa quả, trái cây, rau xanh, nó rất là tốt cho cơ thể các bạn nhé. Vâng, chào bạn Khánh Vi. Bé nhà em sâu răng mủn hết răng cửa, có cách nào để che được phần này cho đỡ mất thẩm mỹ không? Vâng, có rất là nhiều bố mẹ đến đưa con đến trong cái tình trạng răng cụt lùn rồi. Các bạn có thể là xem lại cái phần trình bày của bác sĩ ở trên này. Đây. Đó. Đây, những cái răng sâu, nó đa sâu răng như thế này, nó sẽ mủn như thế. Ngoài cái việc mà nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe, đến khả năng ăn nhai, thì một trong những điều nó ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến những cái nhiều bé cứ tưởng là ôi bé nó không biết gì đâu, nhưng mà khi mà răng sâu răng sún nó cũng biết đấy. Và tôi nhiều bố mẹ, ông bố bà mẹ đến bảo là bác sĩ làm thế nào mà hàn cho tôi, con tôi cái răng này thật là đẹp, thật là thẩm mỹ. Thì thực tế những cái răng mà nó còn chân còn thân như này thì bọn tôi vẫn khắc phục được, có thể là hàn là chám lại được. Và đặc biệt bây giờ bọn tôi có những công nghệ gọi là có những cái chụp những cái mão sẵn bằng sứ, có thể là để chụp lại cho bố mẹ. Nhưng mà một cái điều là bố mẹ phải đưa con đến những cái nha khoa thật là sớm hơn nhé, để bác sĩ có thể là xử lý kịp thời. Còn trường hợp mà nó cụt ngủn, nó sát vào lợi rồi thì thực sự là khó. Cái điều đó thì lúc đó chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân, hướng dẫn bố mẹ, hướng dẫn phụ huynh ấy, là mình vệ sinh răng miệng thật là tốt mà mình vẫn giữ cái chân răng đấy ở lại, nếu như nó không viêm nhiễm. Còn nếu như nó viêm nhiễm đi, viêm nhiễm lại nhiều lần thì bác bị bắt buộc sẽ phải tư vấn là sẽ phải nhổ bớt đi để nó bảo vệ cái mầm răng bên dưới, không nó viêm đi viêm lại. Một là nó ảnh hưởng đến mầm răng bên dưới, hai là nó còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân, nhiễm trùng toàn thân nữa, ảnh hưởng đến tim mạch, đến tất cả mọi thứ nữa nhé các bạn nhé. Vâng, đấy là cái câu trả lời của cho bạn Khánh Vi là làm thế nào cho mất thẩm mỹ hơn. Thì bạn có thể là đưa con khám và điều trị cho cháu càng sớm càng tốt. Còn những trường hợp mà nó bị cụt ngắn rồi thì thực sự là rất là khó khắc phục được cái tình trạng răng mủn, răng sâu đến các bạn nhé. Vâng, chào bạn Mai Anh. Trẻ ăn đồ chua thì có ảnh hưởng nhiều đến men răng không? Vâng, các bạn biết đấy, tính chất của acid hóa học của các bạn ấy thì là chua, chua thì nó là acid,
thì một phần nó cũng sẽ là những cái ảnh hưởng đến đến cái men răng. Nhưng mà có những cái chua nó có gọi là chứa nhiều các vitamin C, nó cũng có tốt, nhưng có cái loại axit mà có ảnh hưởng đến men răng, có những cái loại axit nó cũng không ảnh hưởng đến men răng. Nhưng mà các bạn có thể là cho con ăn những cái đồ mà có vị chua, ví dụ như cam, nó chứa rất nhiều vitamin C, rất là tốt. Các bạn có thể là tích cực cho con ăn những cái đồ đấy. Thực sự là nếu như mà cho con ăn đồ chua quá thì nó sẽ không ăn đâu. Nên thế là khi mà thường như con nhà tôi thôi, vắt nước cam hoặc là vắt những cái nước hoa quả, nếu mà nó chua quá nó không ăn, mình phải cho thêm đường. Thì khi chính thêm đường đấy thì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hại răng. Nên thế bạn sẽ phải cho con uống cái nước cam mà pha thêm đường, thì bạn cũng sẽ phải vệ sinh răng miệng thật là kỹ để cho con tránh cái tình trạng mà nó còn các cái đường nó dư thừa trong răng, nó dẫn đến vi khuẩn nó lên men, nó tạo ra axit, nó gây ra sâu răng bạn nhé. Các cái phần chua nó trong hoa quả đều là tốt, nhưng mà sau khi ăn xong mình vẫn phải chải răng, đánh răng đúng cách. Chào bạn Minh Diệp. Bé nhà em bé 3 tuổi, mụn răng sâu răng cửa nặng, còn mỗi chân răng thì khi thay răng răng vẫn rụng như bình thường à, bác sĩ hay đến nha khoa để lấy chân răng đi? Như câu hỏi trước ấy, thì khi mà những cái trường hợp mà răng nó còn mụn, nó còn ngắn như vậy ấy, thì mình nên vẫn giữ gìn lại cái vệ sinh cái chân răng đấy, đừng để cho nó viêm nhiễm. Còn trong trường hợp nó viêm nhiễm đi, viêm nhiễm lại nhiều lần, nó ảnh hưởng đến cái mầm răng ở bên dưới, thì bác sĩ sẽ khuyên bạn nên nhổ sớm đi. Còn không, nếu mà cái chân răng nó vẫn còn nằm ở đó, thì một là nó sẽ giữ khoảng, hai là nó sẽ giữ cái vị trí để nó định hướng cho cái răng vĩnh viễn nó mọc lên các bạn nhé. Mình cũng không nên nhổ bỏ những cái chân răng đi đâu, mình vẫn giữ được. Thì trong cái buổi chia sẻ này, bác sĩ Phương có thể chia sẻ các bạn là cái độ tuổi thay răng của bé trong giai đoạn này. Bác sĩ xin phép uống nước một chút. Trong cái độ tuổi khoảng tầm 6 năm đến 6 tuổi bắt đầu sẽ thay, đầu tiên là sẽ thay hai cái răng cửa dưới, sau đó là 6 tuổi, 5 6 tuổi thì 6 7 tuổi thì bắt đầu thay răng cửa hàm trên, xong bắt đầu là đến hai răng cửa bên, xong đến hai răng cửa trên, thường là sẽ 4 răng cửa là sẽ thay đầu tiên. Trong khi đó, cái giai đoạn mà mốc rất là quan trọng đó là giai đoạn mốc 5 đến 6 tuổi, thì nó có một cái răng hàm lớn, đó là răng số 6, nó mọc lúc 5 đến 6 tuổi, thường thì nó mọc khoảng tầm 6 đến 7 tuổi. Thì cái giai đoạn đó, cái răng hàm đấy là nó sẽ theo suốt cả cuộc đời của bé. Nên thế bố mẹ phải chú ý chăm sóc thật là tốt những cái răng vĩnh viễn đấy. Nhiều trường hợp mà đến với tôi trong giai đoạn 9 đến 10 tuổi mà đã hỏng mất 2 đến 3 cái răng số 6 rồi. Thực sự đấy là một cái mà tổn thất rất là nặng nề về mặt thể chất cho bé. Tại vì là những cái răng hàm đấy là nó chiếm cái phần lớn cái lực nhai, và nó theo suốt cả cuộc đời đến lúc già và đến lúc chết cho một con người. Mà mình lại để răng mất sớm như vậy thì thực sự là một cái điều rất là đáng lo ngại nhé. Nên đấy là bố mẹ sẽ phải vệ sinh răng miệng thật là tốt cho bé trong cái giai đoạn này. Vâng, bé nhà em 6 tuổi bị sâu răng hết các răng hàm phía trong, các răng hàm này có thay không bác sĩ? Vâng, 6 tuổi nó có một cái mốc quan trọng như bác sĩ vừa nói, đó là cái răng số 6 nó mọc. Thì để mà biết được rõ là những cái răng đấy là răng sữa hay là răng vĩnh viễn, bạn nên đưa con đến với nha khoa nơi gần nhất hoặc những nha khoa uy tín, đặc biệt là những cái nha khoa có cái cơ sở mà có cái chụp X-quang để mình chụp xem đấy là mầm răng hay là răng sữa hay là răng vĩnh viễn, và những cái răng mình có đủ mầm hay không bạn nhé. Thì để lúc đó thì bác sĩ sẽ có câu trả lời cho bạn chuẩn xác nhất nhé. Chào bạn Phạm Thị Phương Quý, hay quá ạ. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Phương Quý đã động viên bác sĩ trong buổi livestream ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy cái buổi livestream này của bác sĩ hay và có ý nghĩa, bạn có thể chia sẻ cái buổi livestream này đến nhiều người hơn, đến những người thân, những ông bố, những bà mẹ đang có con trong cái độ tuổi đang phát triển như này mà có liên quan đến vấn đề sâu răng, thì mọi người đó sẽ thật sự là biết ơn bạn và cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những buổi live stream này đến cho nhiều người hơn. Vâng, thì bác sĩ Phương cũng dành thật nhiều thời gian để xuất hiện trên những cái buổi live stream trên các cái nền tảng xã hội để chia sẻ những cái kiến thức chăm sóc răng miệng đến bậc phụ huynh nhiều hơn, để làm sao cho bố mẹ, cho con mình có được một cái hàm răng chắc khỏe, một cái tương lai tươi sáng bước vào đời, một cái thể chất tốt, một cái hàm răng đẹp, một cái nụ cười tươi xinh. Vâng, cảm ơn các bạn. Bài hay quá ạ. Vâng, chào bạn Gió Biển Xanh. Chào bạn Hà Yến, bạn là tác, chắc là tác tên của bạn Hoàng Thúy Hàn. Vâng.
Vâng, chào bác sĩ Quang, bác sĩ đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ, chia sẻ tuyệt vời. Cảm ơn bạn, cảm ơn bác sĩ Quang, một người anh, một người bác sĩ, một người đồng nghiệp của tôi rất là tuyệt vời ở trong Đà Nẵng. Các bạn bè thân thiết của tôi nếu đang ở trong khu vực Đà Nẵng có thể có các vấn đề về răng miệng ở khu vực miền Trung, khu vực Đà Nẵng thì có thể liên hệ với tôi có thể giới thiệu đến cái cơ sở nha khoa Việt Đức của bác sĩ Quang, cũng là một cơ sở nha khoa rất là đầy đủ trang thiết bị, bác sĩ cũng được học hành đào tạo bài bản nên các bạn có thể yên tâm. Ở các vùng miền trên Tổ quốc, các bạn bất kỳ đang theo dõi buổi livestream này của tôi mà con cái bạn đang ở bất kỳ vùng miền nào mà tôi có một hệ thống bác sĩ chơi khá thân với nhau, một hệ thống phòng khám thì có thể chia sẻ giới thiệu các bạn đến những cơ sở nha khoa uy tín gần nhất cái nơi bạn sống để khám và chăm sóc răng miệng các bạn nhé. Vâng, chào bạn Hà Trần, em chào bác sĩ. Vâng, chào bạn Đàm Diệp, bác sĩ chia sẻ hay quá, nhiều cái đã được tiếp thu ạ. Vâng, cảm ơn bạn Đàm Diệp, nếu như mà bạn thấy cái buổi livestream của bác sĩ chia sẻ hay thì bạn có thể like, chia sẻ những bài này đến thật nhiều người hơn, đến cái nhiều bạn bè của bạn hơn, nhiều bậc phụ huynh hơn. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Nguyễn Hương, em chào bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, chào bạn Đạt, em chào bác sĩ ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bé 1 tuổi bôi floor được không? Vâng, 1 tuổi thì thường là thay một thay khoảng tầm đã mọc được khoảng tầm 4 đến 6 răng rồi bạn nhé. Thì cái trường hợp như này mình vẫn bôi gel floor được. Bạn có thể đưa con qua cơ sở nha khoa gần nhất hoặc là cơ sở nha khoa Phương Nam. Hệ thống nha khoa Phương Nam của bác sĩ Phương thì ở Hà Nội có chi nhánh ở 325 Nguyễn Trãi, ở 36 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy. Ở các chi nhánh ở tỉnh thì có ở cơ sở 526 Châu Phong, thành phố Việt Trì, gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ở Tuyên Quang thì là đối diện Đài Truyền hình tỉnh ở 346 đường Tân Trào. Và ở trên Hà Giang thì có ở km 17 ở Bình Xuyên. Các bạn có thể đưa con em mình đến các cơ sở nha khoa của bác sĩ Phương hoặc là đến các cơ sở nha khoa gần nhất để được chăm sóc, thăm khám thường xuyên. Đấy là cái điều tốt nhất cho các bạn nhé. Vâng, chào bạn Nguyên Thảo. Vâng, chào bạn Mai Anh, video hay quá. Vâng, cảm ơn các bạn. Tôi vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ, có cái buổi chia sẻ về kiến thức chăm sóc răng miệng, những cái nguyên nhân gây ra sâu răng, những cái dấu hiệu nhận biết và tình trạng khắc phục cái tình trạng sâu răng này như thế nào. Và ngoài ra tôi cũng đã dành cái thời gian, phần lớn cái thời gian để chia sẻ những cái kiến thức cho các bạn. Các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể đặt câu hỏi ở phần dưới để bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Vâng, chào bạn Gió Biển Xanh, xin tên bài hát này có link thì tốt quá. Vâng, tí nữa thì sau buổi livestream này thì bác sĩ Phương sẽ gửi link cái bài hát, cái video này để cho các bạn, để cho bố mẹ được xem nhé. Bác sĩ cho em xin file video chảy răng. Vâng, sau buổi livestream này bác sĩ Phương sẽ gửi cho bạn cái link của bài hát này. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bạn Hồ Huyền Trang. Chào bạn Hải Yến Đặng, cháu nhà em bé dù đánh răng rất kỹ nhưng vẫn hay có mảng bám thì sao ạ? Hay là do gen? Vâng, thực tế là chải răng rất là kỹ nhưng mà nếu như mình chải răng xong ấy mình lại ăn thì gần như là không có ý nghĩa cái việc chải răng kỹ đâu bạn ạ. Mình phải chải răng là mình sau mình không ăn nữa, còn khi mà mình ăn cái gì rồi mình phải đánh răng thật là kỹ và đánh răng đúng cách, đánh răng mặt trong mặt ngoài, dùng lông bàn chải mềm. Đôi khi là kỹ nhưng mình kỹ là phải do người lớn đánh cơ, đôi khi cho bé nhà tôi đánh thì tự đánh nhưng nó cứ sụp sụp như này, đôi khi nó có tí bọt nó đã nhổ ra rồi. Thì khi mà mình có người lớn mình hỗ trợ mình đánh thì mình đánh mặt trong mặt ngoài, mặt nhai, đánh thật là kỹ, đánh các vùng, đánh khoảng tầm 1 đến 2 phút thì mới xong được một lần chải răng cho bé, thì đấy mới là kỹ cơ nha bạn nhé. Còn nếu như mà vẫn là do mảng bám thì đặc biệt không phải cái vấn đề mảng bám này do gen đâu bạn nhé, thì nó đây là do cách vệ sinh, giống như mình giặt giũ hoặc là mình quét nhà mà vẫn bẩn thì do mình chứ không phải là do gen đâu. Vâng, cảm ơn bạn. Bé đã hàn răng sâu rồi thì có cần đi kiểm tra định kỳ? Vâng, khi mà bé đã hàn răng rồi thì mình vẫn phải đi kiểm tra định kỳ. Vì sao? Vì cái men răng của bé nó cũng, một là nó dễ sâu tái phát, hai là nó sâu những cái răng mới. Khi mà bé cứ nghĩ là một cái răng đấy nó bị sâu nhưng mà có tất cả, có bao nhiêu cái răng thì bấy nhiêu cái răng nó đều có nguy cơ đều bị sâu răng các bạn nhé. Nên thế mình sẽ phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, đừng để khoảng 1 năm một lần thì là nó sẽ dẫn đến biến tình trạng rất là nặng nề sâu răng rồi, nên thế bạn phải đi sớm nhé. Vâng, chào bạn Vi Răng Lệ đã thả tim rất là nhiều. Bạn Vi Răng Lệ ơi, nếu như mà con cái nhà bạn mà có vấn đề về sâu răng, bạn có thể đưa qua cơ sở nha khoa Phương Nam để bác sĩ Phương thăm khám và chăm sóc cho những bé, những thiên thần nhà bạn nhé. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi buổi livestream của bác sĩ Phương.
bác sĩ ơi, em thấy trên răng bé có mấy cái đốm màu trắng trắng thì có ảnh hưởng gì không? Bạn Hồ Yến Trang ơi, khi mà bắt đầu đã có cái đốm đốm trắng, nó đã có cái dấu hiệu của tổn thương men răng rồi đấy, thì bạn nên đưa con đến cơ sở nha khoa uy tín và nơi gần nhất của bạn để bạn được thăm khám và được tư vấn cụ thể nhé. Thì có thể những giai đoạn này mình đã mới bôi gel floor hoặc là hướng dẫn vệ sinh răng miệng hoặc là thay đổi cái chế độ ăn thì nó cũng đã đỡ rồi. Mới giai đoạn đốm đốm trắng là giai đoạn gọi là sâu răng sớm các bạn nhé. Bác sĩ hôm nay đẹp trai quá, vâng cảm ơn bạn, nhiều bạn khen hôm nay, vâng hôm nay tươi mới quá, vâng cảm ơn các bạn. Những cái câu động viên như này nó sẽ giúp ích rất là nhiều về mặt tinh thần cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, với các bậc phụ huynh nhiều hơn về những kiến thức chăm sóc răng miệng, đặc biệt là đối với răng miệng trẻ em, mà một cái gọi là mầm non tương lai, một cái thế hệ tương lai của bố mẹ, của gia đình cũng như là của đất nước. Nên thế bác sĩ rất là quan tâm, rất là dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cái đối tượng này. Vâng, cảm ơn các bạn. Bác sĩ ơi, răng bé nhà em có bị sún, sún có bị chám được không ạ? Vâng, cái trường hợp gọi là sún ấy, thì đấy là từ trong dân gian thôi. Còn trong cái chuyên môn của bác sĩ thì khi bạn bị sún ấy, thì đấy là thể hiện cái tình trạng bạn bị đã bị sâu răng rồi đó. Thì khi mà bị sâu răng như vậy thì mình sẽ phải đưa con đến cơ sở nha khoa uy tín gần nhất để mình hàn, mình chám nó lại. Còn những trường hợp mà sâu nó cụt, nó sún, nó ngang lợi rồi thì không hàn được thì vẫn phải chăm sóc, vẫn phải điều trị những cái răng đấy để làm sao đến cái tuổi thay răng rồi mình mới nhổ cái răng sún đi nha bạn nhé. Bé nhà em thay răng mà răng chưa mọc thì phải làm sao? Vâng, có những bé mà có dấu hiệu mà sâu răng hoặc là thay răng sớm mà chưa mọc thì bạn nên đưa đến cơ sở nha khoa uy tín gần bạn, có những cái trang thiết bị gọi là chụp máy chụp phim ấy, để mình chụp xem, một là mình xem có cái mầm răng không, hai là mình xem có cái những cản trở gì đâu, có thể là cho những hợp lợi nó dày, cái níu nó dày. Thế nên thế mình trong những trường hợp làm việc, bác sĩ cũng gặp những trường hợp như vậy mà nhổ răng xong một năm rưỡi chưa mọc, một là nó có những cái cản trở về xương nó dày quá, hai là cái lợi nó níu, cái lợi nó dày quá thì bác sĩ có thể trích rạch một chút ra thì khoảng 1-2 tuần thì răng đều mọc được lên nhé. Nên thế bạn có thể đưa con đến cơ sở nha khoa để được thăm khám. Nếu con bị sâu răng mà không cho hàn thì có bôi được không? Thực tế là khi bị sâu răng là sẽ phải hàn răng, chứ còn bôi gel floor nó chỉ là dự phòng thôi. Còn khi mà phát hiện ra sâu răng là sẽ phải hàn. Thì thực tế là trong quá trình làm việc thì bác sĩ Phương cũng gặp những tình trạng là bé không cho làm đâu. Nhưng mà có một cách để bác sĩ Phương chia sẻ, đó là bạn có thể đưa con đến với cơ sở nha khoa nhiều lần. Có thể lần này chưa làm được thì cứ để cho con chơi, làm quen ở với nha khoa đi. Và đặc biệt là trong cuộc sống gia đình ý, các bạn đừng có lấy bác sĩ ra để dọa con, dọa cái của mình. Nhiều lúc mà con không ăn đi là bố đưa đến bác sĩ nhổ răng đấy, con không ăn, con không bú đi, con không uống sữa đi hoặc là như này đi, bố sẽ mang đến bác sĩ là vặt răng đấy. Thì chính cái điều đó nó sẽ ghim vào đầu cho bé là đến cái ông bác sĩ, đến cái ông mặc áo trắng ấy, là sẽ bị vặt răng, sẽ bị nhổ răng, sẽ bị tiêm vào mồm, sẽ bị tiêm vào tay. Thì bố mẹ đừng bao giờ lấy bác sĩ ra để dọa, để làm cái ông áo ộp nhé. Trong cái buổi live stream này, trong buổi chia sẻ này, bác sĩ Phương dành cái lời khuyên chân thành cho bố mẹ. Nhiều bố mẹ mà bác sĩ Phương cũng được biết đấy, mà không ăn, không ấy là bác sĩ sẽ nhổ đi đấy. Thì nhiều trường hợp đấy, rất là nhiều trường hợp bố mẹ mang cái ông bác sĩ ra để làm cái ông áo ộp, để làm cho bé ngoan hơn, dọa hơn. Thì chính cái điều đó vô hình chung mà mình đã làm cho bé ấn tượng vào trong đầu và cài đặt vào trong đầu là gặp ông bác sĩ là sẽ đau, gặp ông bác sĩ là sẽ bị tiêm, gặp ông bác sĩ sẽ bị nhổ răng, vặt răng. Nên thế bố mẹ đừng bao giờ dọa con như vậy nhé. Vâng, cảm ơn nha khoa Minh Nhật, tuyệt vời quá bác sĩ Phương ơi. Vâng, cảm ơn em đã theo dõi buổi livestream này của anh nhé. Bé bị sún đen rồi thì có cách nào làm cho răng trở lại không? Khi mà bị sún đen, nếu mà ở cái mức độ mà nó tổn thương nhẹ thì bác sĩ vẫn có thể là xử lý những cái ngà mủn, ngà sâu đi, bác sĩ sẽ chám lại. Còn những cái trường hợp mà răng sữa nó bị cụt mủn đi rồi thì thường hợp là sẽ rất là khó để khắc phục được, thì chỉ để ở đến tuổi sâu răng thôi. Còn những cái răng mà vĩnh viễn mà bị sâu, bị đen, bị cụt ấy, thì nếu như cái chân nó còn tốt thì bác sĩ, một là nếu nó vào tủy rồi bác sĩ sẽ điều trị tủy, giữ lại cái chân răng đó và làm phục hình lên cái răng đó, giữ lại cái chân răng đấy tốt. Còn những trường hợp mà cụt mủn mà nó bị vụn cái chân rồi thì bắt buộc sẽ phải nhổ đi. Nếu như mà răng sữa thì nó sẽ mọc lại. Còn những trường hợp mà là răng vĩnh viễn ấy thì bắt buộc sau này mình sẽ có những biện pháp nó trồng răng lại bằng implant hoặc là cấy ghép nhé các bạn nhé. Chào bạn Trang Trần, 14 tuổi, bọc sứ được chưa ạ? Con em cũng sâu răng nhiều quá, có răng thấy có thổ lỗ thủng to lắm. Vâng bạn ơi, những cái trường hợp mà bé mà
trong độ tuổi răng sữa ấy, thì thường là những trường hợp sâu răng sữa thì bác sĩ vẫn có cái chỉ định những cái chụp xếp thép có sẵn để bọc, để chụp lại cho răng cho bé. Nhưng còn những trường hợp nếu mà răng vĩnh viễn mà đã sâu rồi thì thường là bác sĩ cũng chưa có chỉ định làm chụp bọc sữa vĩnh viễn đâu, đợi giai đoạn 18 đôi mươi khi mà răng hàm nó phát triển nó ổn định rồi thì lúc đó bác sĩ sẽ tư vấn. Nhưng mà trong giai đoạn đấy nếu mà bị sâu răng lớn thì bác sĩ vẫn có thể làm những cái chụp tạm vào để bảo vệ lấy cái thân răng, bảo vệ lấy cái chân răng cho nó tốt nhé. Không nhiều trường hợp mà cứ để đấy mình chưa làm chụp thì nó cũng sẽ vỡ và nó sẽ hỏng đi, mà nó sẽ phải nhổ cái răng đi, rất là tiếc, đáng tiếc. À, chào bác sĩ, bé nhà em chưa bị sâu răng nhưng có cách nào để giữ cho không răng được không? Vâng, bé mà không bị sâu răng đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng, và bác sĩ chúc mừng mẹ bé cũng như là bé, vì đó là một là mình sẽ có những cái động thái, một là mình chế độ ăn mình ít đường, hạn chế đường, hai là mình vệ sinh răng miệng tốt nên thế bé của bạn nó không sâu răng. Nên thế khi mà bạn đã có sở hữu những cái gọi là những bé tuyệt vời như vậy thì bạn cứ giữ gìn, một là chế độ ăn uống thật là tốt, hạn chế đồ đường đồ ngọt, vệ sinh răng miệng đúng, và đặc biệt là mình nên đưa con đi thăm khám định kỳ, có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, ăn hạn chế đồ ngọt, ăn nhiều rau củ quả, thịt trứng sữa bạn nhé. Vâng. À, bé bao nhiêu tuổi thì cho đi niềng răng được? Vâng, hôm nay là buổi chia sẻ về sâu răng, nhưng bạn hỏi về câu hỏi niềng răng này thì bác sĩ cũng có thể là chia sẻ với bạn nó không đúng chủ đề đâu, nhưng mà bạn không chính nhé. Nhưng mà bé bao nhiêu tuổi đi niềng răng được thì trong quá trình làm việc bác sĩ thì thường là những cái bé khoảng tầm 7-8 tuổi bắt đầu mọc răng có dấu hiệu lệch lạc, một là răng bị thưa, hai răng bị vảnh, ba là những trường hợp bị khớp cắn ngược hoặc sai khớp cắn, thì lúc đó thì bác sĩ đã gọi là chỉnh nha sớm hoặc là tiền chỉnh nha được rồi bạn nhé. Thì con bạn có bất kỳ một cái điều gì về răng khớp khểnh lệch lạc, sai khớp cắn hoặc là có bất thường về hàm răng thì bạn có thể nên đưa con đi sớm đến cái cơ sở nha khoa uy tín hoặc là những cơ sở bác sĩ có cái trình độ chuyên môn về niềng răng để bác sĩ có thể tư vấn sớm để cho con bạn niềng răng, để tránh cái tình trạng để muộn quá nhé. Nguyễn Đặng Lực, vâng, các bạn chắc là đang tắt tên những cái bạn vào đây, vâng, cảm ơn các bạn. Vâng, chào bạn Hiền Ha Ha. Bác sĩ ơi, con nhà em 5 tuổi bị sún cụt hết răng sắt lợi thì phải làm như thế nào? Vâng, bạn cũng có thể là theo dõi từ đầu hoặc là mới vào đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì những trường hợp mà bé 5 tuổi mà bị cụt hết răng như thế thì mình vẫn cứ chăm sóc vệ sinh những cái chân răng, những cái đấy để thật là tốt, để tránh cái tình trạng viêm nhiễm đi viêm nhiễm lại nhiều lần. Trong trường hợp mà bị viêm nhiễm đi viêm nhiễm lại nhiều lần thì mình sẽ phải bắt buộc sẽ phải nhổ đi để tránh ảnh hưởng đến cái mầm răng ở phía dưới, và đặc biệt nó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, đôi khi nó gây ra viêm nhiễm sâu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nhé bạn nhé. Vâng, câu hỏi của bạn bác sĩ vừa trả lời rồi. Vâng, Tú Nguyễn, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn Tú Nguyễn. Người có tiền sử tim mạch thì có nhổ răng 8 được không? Bạn ơi, chào bạn Tú Nguyễn, trong những trường hợp mà có tiền sử về tim mạch, ví dụ như bị huyết áp cao này, ví dụ như đặt stent này, ví dụ như các trường hợp đang dùng thuốc chống đông chẳng hạn, vẫn có chỉ định để nhổ răng 8 được, hoặc là những chỉ định để nhổ răng được. Nhưng mà lúc đó thì mình sẽ phải cần thăm khám thật là kỹ với bác sĩ nội khoa, bác sĩ tim mạch. Nếu như mà an toàn, đủ điều kiện để nhổ được thì mình sẽ nhổ. Và những cái lời khuyên của bác sĩ thì mình nên vào những cái cơ sở bệnh viện lớn có những cái liên chuyên khoa để mình xử lý những cái đấy thì được an toàn nhất nhé, bạn Tu Nguyễn nhé. Nếu như bạn có bố mẹ, ông bà hoặc có những người nào mà bị bệnh tim mạch mà có răng 8 thì bạn nên đưa đến những cái cơ sở ở Hà Nội, thì có thể là đến bệnh viện như Bạch Mai, bệnh viện Răng Mặt Trung ương hoặc bệnh viện các bệnh viện lớn thì để được thăm khám. Ngoài ra thì bạn cũng nên đi khám bác sĩ nội khoa để bác sĩ bảo là cái trường hợp này, giai đoạn này thì xử lý nhổ được. Và mình cũng có những cái yếu tố liên quan đến thuốc chống đông nữa, khi mà nhổ nó sẽ cầm máu nên thì bạn phải kết hợp liên chuyên khoa thì sẽ an toàn cho người thân người nhà của bạn nhé bạn nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, chào bạn Nguyễn Trọng Hoàng, cảm ơn bác sĩ Phương đã chia sẻ. Vâng, cảm ơn. Tuyệt vời quá bác sĩ ơi. Vâng, cảm ơn một bạn trên mạng của bác sĩ. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã đặt những câu hỏi và đã theo dõi cái buổi live stream này của bác sĩ Phương. Vừa qua thì bác sĩ Phương cũng đã trình bày, chia sẻ và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trong cái chủ đề rất là hot trong ngày hôm nay, đó là chủ đề về răng trẻ em, những cái nguyên nhân gây ra sâu răng,
những cái dấu hiệu nhận biết và những khắc phục. Bác sĩ Phương hy vọng rằng là các bạn đã xem đến cái giai đoạn này thì những người thực sự là quan tâm đến cái chuyên đề này, và hy vọng rằng các bạn sẽ có bổ sung cho mình thêm những kiến thức để chăm sóc răng miệng cho con mình, cho những đứa cháu của mình, những cái đứa bé trong tương lai của mình được chăm sóc răng miệng tốt hơn. Ngoài ra, nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với cái số hotline ở bên dưới nó đang chạy ở đó, thì tất cả các nhân viên của bác sĩ sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bác sĩ. Hoặc là các bạn theo dõi lại cái buổi live stream của bác sĩ Phương, các bạn có thể đặt câu hỏi trong phần comment của bác sĩ Phương để bác sĩ Phương có thể trực tiếp trả lời, hoặc là đội ngũ trợ lý của bác sĩ Phương sẽ vào trả lời các bạn một cách nhanh nhất, một cách chu đáo nhất nhé các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi live stream của bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi live stream tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live stream này của bác sĩ Phương. Vâng, xin chào các bạn. Tự Hào là hệ thống nha khoa uy tín lớn nhất miền Bắc. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, nha khoa Phương Nam luôn là sự lựa chọn số 1 các dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe răng miệng như niềng răng, răng sứ thẩm mỹ, dán sứ veneer, tấy ghép implant, nha khoa trẻ em. Hiện nay, hệ thống nha khoa Phương Nam đã có 5 cơ sở lớn trải dài khắp các tỉnh thành Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang. Hội tụ đội ngũ y bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu. Nha khoa Phương Nam là một trong những hệ thống nha khoa được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, tiên tiến để phục vụ quý khách, với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Chắc chắn quý khách hàng sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo. Nha khoa Phương Nam trở thành điểm hẹn lý tưởng của hàng ngàn khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ răng. Sở hữu công nghệ chỉnh nha trong suốt Invisalign hiện đại nhất thế giới, nha khoa Phương Nam hiện là nhà phân phối chính thức của Invisalign tại Việt Nam. Sử dụng máy scan răng iTero 5D cho khách hàng nhìn thấy trước nụ cười của mình, công nghệ CleanCheck mô phỏng quá trình di chuyển của răng, biết trước kết quả điều trị, công nghệ SmartTech dịch chuyển răng thông minh đưa ra chính xác cụ thể các bước dịch chuyển từng chiếc răng về đúng vị trí của mình. Tính năng SmartForce tăng sự dịch chuyển và làm đều răng theo mong muốn của bác sĩ. Niềng răng Invisalign giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian thăm khám, kết quả chỉnh nha nhanh, thuận tiện tháo lắp và vệ sinh chăm sóc răng miệng. Bên cạnh đó, các phương pháp chỉnh nha mắc cài truyền thống cũng luôn được nha khoa chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Khí cụ chỉnh nha mắc cài 3M được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, giúp khách hàng an toàn khi sử dụng và tương thích với các mô miệng, giúp khắc phục hoàn toàn những khuyết điểm của răng như hô, móm, khớp cắn ngược, sai lệch khớp cắn. Trước đây là mình chỉnh nha truyền thống, đó là chỉnh nha bằng mắc cài. Nhưng mà khi mà chỉnh nha bằng cái phương pháp Invisalign, đây các bạn có thể biết đây là cái phương pháp Invisalign. Đây là một cái phương pháp chỉnh nha hiện đại mà hiện nay trên thế giới người ta đang rất là tin dùng, hơn 10 triệu khách hàng đang tin dùng cái Invisalign. Nha khoa Phương Nam của chúng tôi là một trong những đơn vị nhà phân phối chính thức của Invisalign tại Việt Nam. Phương pháp chỉnh nha này người ta gọi là phương pháp chỉnh nha thời 4.0. Không chỉ niềng răng, bọc răng sứ và cấy ghép implant cũng là dịch vụ hot tại nha khoa Phương Nam. Các dòng sứ cao cấp được nhập khẩu chính ngạch từ Nhật, Đức, Mỹ, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, ăn nhai tốt và tuổi thọ răng cao. Công nghệ kết kèm được thiết kế và tạo hình răng sứ chuẩn, giúp rút ngắn thời gian làm răng sứ và cho ra những sản phẩm răng sứ chất lượng, bền đẹp. Thẩm mỹ răng sứ Perfect Smile, HT Smile, răng đẹp chỉ sau 3 ngày, bảo hành chính hãng 10 đến 15 năm. Bên cạnh đó, Phương Nam còn là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ mô phỏng răng giả, răng implant, răng sứ. Kỹ thuật này được dựa trên chính mẫu hàm thật của khách hàng, giúp mô phỏng kết quả điều trị như màu răng, cùng răng, khớp cắn chính xác đến 99%. Đặc biệt, sau khi điều trị, các dụng cụ đều được nha khoa Phương Nam xử lý vô trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình vô trùng quốc tế. Khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ. Chế độ bảo hành hậu mãi của các dịch vụ như một lời khẳng định đanh thép về chất lượng dịch vụ của nha khoa. Rạng rỡ nụ cười Việt cũng chính là sứ mệnh cao cả mà nha khoa Phương Nam luôn hướng đến trong quá trình hình thành và phát triển.
Để khẳng định chất lượng dịch vụ nha khoa uy tín, đội ngũ bác sĩ không ngừng học tập, tu nghiệp, nâng cao tay nghề tại các nước như Đức, Hàn, Nhật, Mỹ, với sứ mệnh mang đến những dịch vụ tiên tiến tốt nhất cho khách hàng. Niềm tin yêu, sự nhiệt thành của hơn 500.000 khách hàng thân thiết trong thời gian qua chính là động lực cho các bác sĩ, công nhân viên tại Nha khoa Phương Nam luôn cố gắng từng ngày để nụ cười trên môi khách hàng luôn hiện hữu mãi theo thời gian.